Xin chào các bạn, mình là Taiga Channel. Và hình xăm thì không chỉ là những bức vẽ cơ thể. Đối với một số băng đảng thì hình xăm có ý nghĩa cụ thể, nói lên chủ nhân của nó là ai nữa. Bởi vậy nếu mà ai đó có hình xăm không tương xứng với tính cách hoặc địa vị xã hội của mình thì có thể bị coi là một sự xúc phạm. Vậy đâu là những hình xăm cấm kỵ bạn không bao giờ nên xăm? Mạng nhỏ mà đòi gánh rồng với quan công thì có được hay không? Và nếu mà bạn cho xăm rồi thì nên làm gì bây giờ? Hãy ngồi xuống cùng với Taiga Channel giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Tất nhiên là trong danh sách này có những hình xăm được băng đảng ở nước ngoài. Bạn có xăm thì cũng chả ai để ý đâu. Nhưng mà biết được ý nghĩa của nó thì vẫn hơn, đúng không nào? Hình xăm cấm kỵ khiến bạn gặp rắc rối. Số 1. Bạn có biết là mẫu hình xăm AB hoặc 666 là biểu tượng nhóm của băng đảng đáng sợ Arian Brotherhood? Arian Brotherhood còn có tên gọi khác là AB hay Sopran, là một băng đảng của người da trắng với số lượng khoảng 200.000 thành viên kể cả trong và ngoài nhà tù ở châu Mỹ. Mặc dù không phải băng đảng lớn mạnh nhất, nhưng mà AB nổi tiếng bởi đã sát hại quá nhiều tù nhân. Theo một nguồn số liệu thống kê, có đến 26% các vụ giết người trong nhà tù ở Mỹ là do băng nhóm gây ra. AB được chia thành hai nhóm, những người trong nhà tù liên bang và thành viên khác trong nhà tù nhỏ hơn, hầu hết ở các tiểu bang California. Để tham gia vào băng nhóm này, họ bắt buộc phải giết người trước mặt các thành viên khác. Bất kỳ ai mà cố gắng rời khỏi băng đảng thường bị hành hung hoặc bị sát hại không thương tiếc. Các thành viên của AB thường có hình xăm Arian Brotherhood, ABSS 666 hay là biểu tượng phát xít. Đây là một nhóm tội phạm đầy nguy hiểm với quá nhiều tội danh như tống tiền, mại dâm, buôn bán ma túy và giết thuê. Đừng có tưởng AB và 666 là tập đếm với tập đánh vần đấy nhá. Không là về với tưởng giới thạch luôn đấy. Số 2. Hình xăm 5 điểm kỳ lạ được băng đảng sử dụng với ý nghĩa liên kết nội bộ. Đặc biệt là những người ở trong tù sẽ in mẫu này. 4 điểm bên ngoài đại diện cho bức tường của nhà tù và điểm trung tâm đại diện cho bản thân. Hiện nay thì một số băng đảng châu Á lớn hơn cũng sử dụng nó. Vài chấm đen mà thôi, nhưng mà hậu quả thì vô cùng đáng sợ. Vậy nên ông cha ta mới dạy, không biết thì đừng có dại mà thử. Số 3. Hình xăm mạng nhện khá độc đáo đấy và thể hiện cá tính của chủ nhân. Thế nhưng bạn có biết rằng nhiều người nước ngoài từng ở tù sẽ xăm một mạng nhện màu đen trên cơ thể của họ, thường là ở khuỷu tay hoặc ở cổ, đại diện cho một sinh vật bị mắc kẹt bởi mạng nhện. Nhện thì cũng ngầu, nhưng mà ngầu thôi, đừng có ngầu quá nhá. Số 4. Cha đẻ của hình xăm nước mắt chính là thành viên của băng đảng Chicago. Hình xăm dọc nước mắt dưới mắt phải ám chỉ chủ nhân đã từng phạm tội giết người hoặc là có ý định giết người. Nhiều người cũng xăm hình này nếu người họ yêu thương đang ở tù hoặc đã chết thảm rồi. Nếu mà bạn chỉ xăm nó cho vui thì điều này có thể khiến bạn gặp phiền phức rất lớn. Vì trong giới tội phạm, chúng ta tin rằng mỗi hình xăm đều phải có sự đánh đổi cả. Số 5. Đừng có xăm hình bài poker nếu anh em không muốn gặp rắc rối. Trong các băng đảng, con bích của quân bài poker đại diện những tên trộm, con tép đại diện cho tội phạm hình sự, con dâu đại diện cho kẻ phản bội. Tuy nhiên là các thành viên băng đảng sẽ không chủ động xăm những thứ này, chủ yếu là bị ép buộc. Số 6. Hình xăm Phật chủ yếu đại diện cho cảm giác bình yên và thanh thản. Chúng đại diện cho biểu tượng của con người bạn. Nhưng mà đôi khi xăm hình các vị Phật trên cơ thể có thể bị coi là báng bổ tôn giáo. Nhiều khách du lịch có hình xăm này khi đến quốc gia Phật giáo thì đã phải đến đồn cảnh sát rồi. Chính vì thế bạn không nhất thiết phải xăm hình Phật lên người, mà thể chọn một số thông điệp ẩn và biểu tượng thay thế cũng rất là có ý nghĩa. Quan trọng hơn là bạn có gánh được Phật hay không. Vì có một số quan niệm tâm linh cũng rất là đáng sợ đấy. Bạn xăm Phật nhưng mà bạn ăn thịt chó, ăn mắm tôm, rồi có những hành động quan hệ tình dục, rồi nhiều cái hành động bậy bạ khác nữa. Sử dụng cơ thể của bạn làm những hành động đó mà bạn xăm hình Phật lên người. Nghĩ xem, nó có hợp lý hay không? Số 7. Tiếp tục là ý nghĩa tiêu cực, thì hình xăm dây thép gai dành cho những ai đã bị kết án với ý nghĩa là một nút thắt thì tương ứng với một năm tù. Vì vậy nếu bạn xăm hình này, có thể bạn sẽ khiến cho những người bị kết án cảm thấy đầy xúc phạm. Lúc đó thì rắc rối sẽ đến với bạn. Số 8. Nói chung là vương miện đại diện cho uy quyền, quyền lực, danh dự và sức mạnh, là một biểu tượng hình xăm. Vương miện tượng trưng cho chủ quyền của cá nhân đối với cuộc sống, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chính họ. Tuy nhiên là vương miện cũng có ý nghĩa tôn giáo, vì Chúa Giêsu bị buộc phải đội vương miện bằng gai khi bị đóng đinh trên cây thập giá. Nhưng mà nếu bạn xăm hình một vương miện có 5 đỉnh nhọn thì nhớ coi chừng nhé. Vì đây là một hình xăm của băng đảng Latin Kings, một băng đảng đầy khét tiếng, nguy hiểm và bạo lực nhất nước Mỹ. Một đặc điểm nhận dạng nổi bật của thành viên Latin Kings
thường sang mình vương miện còn 5 đỉnh nhọn trên khuôn mặt hoặc cơ thể của mình. Số 9. Hình xăm mặt nạ chính là đặc điểm nhận dạng của băng đảng Mara Savachucha, nơi tập hợp những tên sát thủ gốc Mỹ Latin. Các thành viên tàn nhẫn của băng đảng Mỹ Latin này chủ yếu có hình xăm này, với ý nghĩa là khẩu Phật tâm xà. Hình xăm mặt nạ không có nghĩa là trò chơi hóa trang đâu đấy nhá, sai một ly là đi nghìn dặm đấy. Số 10. Quân hàm cũng không phải là hình xăm bằng ý nghĩa đơn giản một chút nào. Thực tế là một số người có địa vị giang hồ rất là cao ở Nga, nếu mà đi tù thì sẽ được xăm hình này. Họ nghĩ đây là một vinh dự. Đừng tưởng là anh Nga nào thì cũng giống mấy anh Nga ngố ở trên mạng nhá. Và cuối cùng, mạng nhỏ thì đừng đòi gánh rồng. Theo quan niệm của một số bạn trẻ ngày nay, hình xăm thậm chí đã trở thành trào lưu trong giới trẻ, là một hình thức thẩm mỹ gây ấn tượng, thể hiện đẳng cấp, ghi dấu ấn tình yêu các bạn trẻ hoặc xua đuổi vận hạn. Thế nhưng mà một nhà nghiên cứu đã cho biết, nếu bạn nghĩ rằng mình có thể tùy tiện xăm lên cơ thể bất kỳ hình thù gì mình muốn, thì nên bỏ ngay suy nghĩ đó đi, vì nó hoàn toàn sai lầm trong quan niệm của thuật phong thủy và nhân tướng học. Xăm hình thường là xấu nhiều tốt ít. Xăm hình mà không thận trọng, hậu quả tai hại sẽ theo mình suốt cả đời. Bởi vậy có người xăm hình xong thì mọi việc hành thông thuận lợi, có người xăm xong làm gì cũng gặp rắc rối. Nhẹ thì có chút khó khăn rồi cũng qua, nặng thì tai nạn xe cộ phạm đến chính thân thể. Một thanh niên đã từng than thở với một chủ tiệm mình xăm rằng: từ cái lúc mà xăm hình con rồng này ấy, cháu thấy số mình đen lắm, làm gì cũng chết. Chắc là tại con rồng nó nhỏ quá đấy. Chú xem, cháu đang định sửa con rồng to hơn, xăm hẳn từ bắt tay đến ngực luôn, có được hay không? Chủ tiệm thì chỉ nhìn thoáng qua thôi, đã thể nói được ngay rồi. Vấn đề không phải ở chỗ con rồng to hay nhỏ, mà chẳng qua vì mạng của bạn không thể nào gánh nổi con rồng đó mà thôi. Nói không gánh được, tức là mệnh lý khác. Xăm lên xong không những không đem lại may mắn, mà ngược lại đem đến toàn những điều đen đủi. Vì vậy, dù sao mọi người cũng nên suy nghĩ kỹ trước khi xăm. Vì xăm thì dễ đấy, mà xóa thì khó vô cùng. Kỳ thực là có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến cuộc sống của một con người. Trên đây thì cũng chỉ là cách nhìn về hình xăm trên góc độ phong thủy học và nhân tướng học. Nói về xăm hình, không đơn thuần chỉ là người thợ xăm hình lên người bạn rồi chấm mực di mũi kim, mà nó cũng có nguyên lý cả. Nguyên lý ấy là giữa người xăm và hình xăm. Theo những người trong nghề, trong dòng xăm chính thống, khó xăm nhất là hình quan công, thanh long, tà long, vì không phải ai cũng gánh được mấy hình này. Có người xăm hình thanh long quá vai, chưa đến một tháng thì ngã xe gãy tay. Mọi ngày chạy mặt mạng thì không sao, hôm ấy chỉ đi từ từ, một tay rút cái điện thoại trong túi quần ra, không để ý quẹt vào đuôi xe đằng trước. Ngã rất là nhẹ thôi mà gãy cả tay. Một người khác sau khi xăm hình cá chép hóa rồng trên vai thì bỗng nhiên làm ăn rất là thuận lợi. Chưa đến một năm gặp lại mà đã mua nhà mua xe rồi. Nhưng mà từ khi xăm chữ nhẫn ở sau lưng thì lại tụt dốc không phanh. Tài sản hầu như tiêu tán hết. May là còn giữ được cái mạng. Trước khi xăm người này được cảnh báo là không hợp với chữ nhẫn rồi, nhưng mà không tin, thấy thích thì cứ xăm lên thôi. Giờ lại phải đi xóa hình, người thì chẳng chịt vết xóa. Phải đến lúc đó thì người này mới đi tìm hiểu và biết được ý nghĩa của chữ nhẫn. Bên trên là cây đào đè lên tim, nhúc nhích là đâm vào tim ngay. Với những người tính hay nóng vội, dễ dàng kích động và hơi có chút giả hoạt thì không nên xăm chữ này. Một video phải nói là vô cùng hấp dẫn luôn đúng không? Và đến đây thì cũng là kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ là subscribe Taka ngay lập tức để đón xem video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.